Sát thềm SEA Games 32, huấn luyện viên Chuosier bất ngờ xác nhận tạm chia tay U23 Việt Nam sau Doha Cup 2023. Một ngày sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Kyrgyzstan ở Doha Cup 2023 khép lại, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuosier đã đáp chuyến bay về nước. Theo kế hoạch, nhà cầm quân người Pháp sẽ tạm chia tay các học trò trước khi trở lại hội quân chuẩn bị cho SEA Games 32. U23 Việt Nam đã không thể hiện được phong độ tốt tại Doha Cup 2023 khi toàn thua cả 3 trận đấu, thủng lưới 7 lần và không ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, huấn luyện viên Philippe Josier vẫn thu hoạch được rất nhiều thông tin và dữ liệu hữu ích. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Pháp cũng kịp trình làng một tiền đạo trẻ vô cùng tiềm năng, được mệnh danh là công phượng mới của bóng đá Việt Nam. Bật mí về những dự định sắp tới của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Josier thẳng thắn chia sẻ trong buổi họp báo gần nhất: "Sau Doha Cup 2023, tôi sẽ chia tay U23 Việt Nam" một thời gian để các cầu thủ trở về câu lạc bộ chủ quản Tôi mong rằng khi các giải đấu chuyên nghiệp trở lại, họ sẽ được tạo điều kiện thi đấu thường xuyên ở cả V-League và giải hạng nhất. Đây là cách tốt nhất để duy trì phong độ, thể lực cũng như cảm giác bóng. Ba tuần nữa chúng tôi sẽ gặp lại nhau, dự kiến là vào ngày 17 tháng 4 theo kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 32 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cũng theo nhà cầm quân người Pháp, U23 Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng, dù những kết quả trên sân có thể khiến người hâm mộ không hài lòng. Để thay đổi toàn bộ tư duy và triết lý bóng đá đã được thấm nhuần suốt 5 năm triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo là điều không thể thực hiện trong một sớm một chiều tuy nhiên các cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể chỉ sau gần một tháng làm quen với phương pháp tập luyện mới